Thưa quý vị, Đà Nẵng, cửa ngõ quốc tế quan trọng ở Việt Nam, điểm đến có nhiều tiềm năng lớn, để trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu. Theo đó, Đà Nẵng đã và đang thúc đẩy thị trường khách du lịch quốc tế, kỳ vọng sẽ tăng trưởng du lịch như mức năm 2019 vào năm 2024, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hội nhập của điểm đến Đà Nẵng với khu vực và trên thế giới. Từ ngày 27 tháng 3, sau khi Đà Nẵng chính thức mở lại các đường bay quốc tế, thành phố đã đón nhiều đoàn farm trip từ các thị trường du lịch truyền thống như Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia đến khảo sát cơ sở hạ tầng, địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Điều này đã thể hiện Đà Nẵng sẵn sàng đón và phục vụ du khách quốc tế đến thành phố nói riêng cũng như miền Trung nói chung. Thật sự rất nổi tiếng với người Hàn Quốc vì tôi đã nghe nhiều bạn bè, người thân đi du lịch Đà Nẵng về kể lại. Qua chuyến đi lần này, tôi cũng cảm nhận được rằng vì sao Đà Nẵng lại nổi tiếng như vậy? Vì đúng là thành phố rất đẹp và an toàn. Với sự nỗ lực khôi phục ngành du lịch của Đà Nẵng sau đại dịch, tôi hy vọng thành phố sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian đến. Hiện nay, thị trường quốc tế vẫn đang trong quá trình hồi phục từng phần vì những lý do khách quan từ các đối tác truyền thống. Tuy nhiên, tại Đà Nẵng, hoạt động vận chuyển hàng không nội địa đã đạt gần tương đương thời điểm trước dịch bệnh COVID-19, khi hàng ngày có trung bình hơn 100 chuyến bay một chiều đi đến Đà Nẵng, từ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Buôn Ma Thuột. Đối với thị trường quốc tế, các hãng hàng không đã khai thác trở lại các đường bay quốc tế kết nối Đà Nẵng như Bangkok, Thái Lan, Singapore, Kuala Lumpur, Malaysia, Seoul và Daegu, Hàn Quốc. Trong thời gian sắp tới, từ giờ cho đến hết năm, thì chúng tôi sẽ khôi phục lại toàn bộ tất cả các đường bay đi đến Đà Nẵng từ khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á mà trước đây chúng tôi đã khai thác, như từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, từ Thái Lan, từ Đài Loan. Nếu như vậy, chính phủ Đài Loan mở cửa lại thì chúng tôi cũng sẽ mở lại các đường bay từ Đài Loan đến Đà Nẵng. Hiện nay lợi thế mà ngành du lịch Đà Nẵng có thể khai thác chính là năng lực phục vụ của sân bay quốc tế Đà Nẵng, các chính sách miễn thị thực, ưu đãi về giá rẻ, giá dịch vụ du lịch, các gói kích cầu phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách quốc tế, đổi mới hệ thống sản phẩm và chất lượng phục vụ. Sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022, Rose Asia 2022, đăng cai thành công tại Đà Nẵng vừa qua, đã thể hiện năng lực tính sẵn sàng trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế của chính quyền và doanh nghiệp thành phố. Khôi phục mạng lưới bay quốc tế tạo thuận lợi cho du khách, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trở lại Đà Nẵng là một trong những mục tiêu quan trọng và tuyên quyết cho việc khôi phục du lịch và kinh tế xã hội thành phố. Chúng tôi tin rằng Rút Ayer sẽ là một chất xúc tác mạnh mẽ và truyền cảm hứng để thực hiện mục tiêu đó. Sau sự kiện Rose Asia 2022, Đà Nẵng được dự đoán trong tầm ngắm của một số hãng hàng không quốc tế như Indigo, Lion Air, Manido Air, Air Asia, Thái Air Asia X, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Cebu Pacific Air. Theo kế hoạch tháng 7 năm 2022, hãng hàng không Hồng Kông Express sẽ mở lại đường bay Hồng Kông - Đà Nẵng. Tháng 9 tháng 10 năm 2022, hãng hàng không Bangkok Airways và Thái Vietjet Air sẽ mở lại đường bay Bangkok - Đà Nẵng và tăng tần suất chuyến bay này.